Đó. Tương tự cái thứ là quy định bên này. Đầu tiên xác định số này, oxy trừ 2 này. Cái này bao nhiêu chúng ta không biết, ta đặt là A đi. Thì FAX UI trừ 2 A. Thì chúng ta sẽ có phương trình là tổng số là bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ được là x nhân A cộng trừ 2 nhân y bằng 0. Và siêu là A sẽ bằng là y chữ x cộng hơi gì. Cái này là ra đâu. Cái này 3 thì số. Cái này dương 5, cái này dương 2. Không biết bình thường sáng dương 2 chỉ chuyển lên sắc dương 3. Mà nhường mua dương thì lấy số lớn trừ số nhỏ. Lấy cái này trừ 3 này trừ 2 chỉ chúng ta có x nhân là x. Rồi tương tự như tờ dương 5 xuống như tờ dương 2 nhân 3. Tìm hiểu chung 3 nhân lên đây. Chúng ta thường gọi là quy tắc cái tim. Thì vài chỗ này chúng ta nhân lên đây là 3 này. Còn chỗ này là 3 nhân x sẽ 3 x. 3 nhân cho trừ 2 x trừ 2 y. Đó. Điền vô 3 điền vô x. 3 điền vô sáng nè. 3 này. 3 điền vô đây. 3 x nè. 3 x trừ 2 y điền vô đây. 3 x trừ 2 y. Đó. Rồi xong. Điền xong tới cái màn kim lõa này. Thì ta nitơ 3x trừ y nitơ cộng cho 3 nhân 3 là 9x. 9x mà cộng cho x là 12x trừ y. Trừ y. Rồi, ta hiro mà x trừ y luôn. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có số 2 thì nhân cho 6x trừ y. Tương tự ta xử thử oxy. 3 nhân 3 là 9 này. 9 nhân 3 27x này. 27x cộng 7x là 30x này. 30x cộng cho 6x là 36x. Trừ 2y này. Trừ cho y nữa. Trừ 2y mà trừ cho y nữa. Thật thằng trừ gì? 3y.